Theo tôi thấy thì hình như chỉ trật ra ngoài khoảng 3 trái thôi. Đúng như vậy. Hầu hết là vô đó. Hay quá em trai. Đếm nha. Quá giỏi luôn. 1 7, 18 Trời ơi. 9 Dạ dạ 20. Cái này mình cho ghép lại cái là thành 21 nha. Rồi ok. 21 quả trứng. Xin chúc mừng chị Anh ơi. Và bây giờ trời ơi. Trời ơi. Dạ. Nuốt. Dạ trời ơi, giữ hình ảnh em ơi. Có thấy khách mời ở đây ai cũng nói mình cái chuyện mập không hả dạ? Em mập mà anh bị chửi lây luôn á dạ. Em sợ bỏ tội. Tội gì? Ai tội cho hai em? Hai cái này đem về cho con ăn. Đem về cho gia đình luôn. Về kho, về hồi tỉnh kho. Ăn trồng trắng không được ăn trồng đỏ. Và bây giờ sẽ là phần thử thách của đội Thu Thủy. Và bây giờ là... Này, thôi nhấn giùm cái đi. Loại mẹ. Loại mẹ. Và bây giờ 3 phút dành cho... 2 phút. Và bây giờ 2 phút dành cho đội Thu Thủy. Xin được phép bắt đầu. Trời ơi. Trời mới vô. Trời ơi. Dạ ơi. Trời ơi. Cái gì mà nứt trong đây? Trời ơi, quá đáng thiệt luôn. Nứt trong đây. Em ăn hết cái rổ trứng rồi dạ. Em đói. Em quay chương trình không cho ăn cơm, em đói. 21 trái. Có cần đi cấp cứu không? Em cảm thấy rất là khỏe. Bây giờ em sẽ đếm trứng nè, mọi người ơi. Em đợi em chút xíu. Dạ chứ. Dạ đưa đếm trứng anh ơi, đếm trứng. Đếm nha. Dạ. 2 8 10 12 Hết. Cất đi em.